Trời, nó vô dắt tao mơ chết rồi cậu theo ư. Tiếp tục. Mà mày cái chết đâu. Đường dẫn. Ông ngoại không ở dắt gì trời. Đúng, công nhận anh này rất là hay. Anh nói là một khi anh đã thọt là phải có đá, không có đá sẽ anh không gì. Nhưng sáng giờ đã có một viên nhỏ nhỏ. Một viên không giống ai hết. Nhưng mà anh chưa tìm được viên ưng ý thôi. Mấy ngày trời rồi các bạn. Một chi nguyên một đống đất.